Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chúng mình cùng tập vẽ bức chân dung về người mẹ nhé. Cô đặt tờ giấy trắng theo chiều dọc. Trước tiên cô căn và vẽ một nửa vòng tròn, nhưng mà hơi nằm nghiêng về hướng góc bên phải của tờ giấy như thế này, giống như là hình chữ cờ vậy đó các bạn. Cô vẽ hai lỗ tai hai bên. Cô căn và chấm một chấm ở chính giữa như thế này, rồi vẽ mái tóc cho người mẹ. Vẽ đôi mắt cho người mẹ. Cô cho người mẹ đang nhắm mắt. Cô chỉ cần vẽ con mắt bằng một đường cong, rồi vẽ thêm những cái lông mi ra. Vẽ con mắt còn lại cũng tương tự. Rồi vẽ lông mày. Vẽ mũi. Vẽ miệng cho người mẹ. Cô vẽ miệng cho người mẹ là cái miệng hình trái tim. Các bạn cũng có thể vẽ những cái kiểu miệng dễ hơn nhé. Vì khuôn mặt của người mẹ đang nghiêng về phía bên tay phải, cho nên cô cũng căn và vẽ cái cổ. Rồi xuống luôn cái tay của người mẹ. Cái tay của người mẹ cô vẽ đang ôm hai đứa con nhỏ. Cánh tay của người mẹ cô kéo gần xuống hết tờ giấy luôn. Rồi cô vẽ cái ống tay. Thêm những cái đường gạch chỗ này để trông giống cái ống tay áo nó xòe xòe hơn. Cô vẽ bàn tay cho người mẹ đang ôm hai đứa con, cho nên cái tay chỗ này là đang cầm cái áo. Tiếp theo cô căn và vẽ hai đứa con ở trong lòng của người mẹ. Cô căn ở chỗ này. Cô vẽ một cái khuôn mặt cho em bé. Vẽ hai lỗ tai hai bên. Mái tóc bằng những đường xin lên xin xuống. Đôi mắt cho người con cô cũng vẽ đang ngủ. Vẽ lông mày. Rồi vẽ lỗ mũi. Cô vẽ cái miệng đơn giản. Kéo xuống hai cái đường thẳng thật là ngắn để làm cổ. Rồi cô kéo ra phần vai. Rồi kéo xuống ống tay áo luôn, chạm vô cánh tay của người mẹ như thế này. Bên phần vai bên này cũng tương tự. Rồi phần cổ áo. Cô căn và vẽ mái tóc cho người con. Chỗ này là gần chạm vào cái phần cổ của người mẹ luôn. Ở phía bên này cô căn và vẽ thêm một người con gần ngay chỗ cái má của người mẹ. Cũng tương tự giống như người con vừa rồi.
Cái phần vai cô vẽ nằm ở phía sau của người con phía trước. Cô Khoan chưa vẽ cái phần vai còn lại, mà cô quay lại và vẽ cái phần mái tóc cho người con, chạm vào cái phần mặt của người mẹ luôn. Ở chỗ này cô kéo xuống cái cổ cho người mẹ ở đằng sau phía người con này. Bên phía bên này cô cũng kéo cánh tay của người mẹ xuống, chạm với cái cánh tay bên phía bên tay trái. Rồi cô vẽ cái cánh tay này nằm dưới cái cánh tay bên tay trái này. Cái ống tay áo và cái chỗ này là cái bàn tay. Bây giờ cô canh và vẽ cái ống tay áo bên trong này. Chỗ này cô canh và vẽ những cái nếp nhăn của cái áo. Các bạn cũng có thể vẽ những cái nếp nhăn này hoặc là không cần phải vẽ nhé. Tiếp theo thì cô kéo cái phần vai và phần cánh tay của em bé này ra. Thêm những cái đường nhanh nhanh ở chỗ này nữa. Bây giờ cô canh và vẽ cái phần váy đầm của em bé xuống dưới hết tờ giấy luôn. Vẽ cái phần cánh tay của em bé. Chỗ này cánh tay của em bé đang bị che bởi cánh tay của người mẹ. Thế là cô đã vẽ xong hai em bé đang nằm trong lòng của người mẹ. Cô vẽ tiếp cái phần cổ áo cho người mẹ. Bây giờ cô quay lại và vẽ cái phần mái tóc cho người mẹ. Cô canh vào chấm một chấm ở chỗ này, rồi vẽ mái tóc cho bà người mẹ bằng những đường gợn sóng như thế này. Cô kéo xuống hết giấy luôn. Bên phía bên này cũng bằng đường cong gợn sóng và kéo xuống hết giấy. Và cô đã hoàn thành xong mái tóc cho người mẹ. Trên mái tóc của người mẹ, cô trang trí thêm cho mái tóc của người mẹ có cài thêm những cái bông hoa xung quanh luôn. Thêm những cái đường gạch ở dưới cái chân váy của người con để trông giống cái váy xòe hơn. Trên mái tóc của người con cô thêm cái bông hoa cài trên tóc nữa.
cho người con mặc chiếc váy đầm chấm bi. Và cô đã hoàn thành xong một bức chân dung về người mẹ siêu đáng yêu luôn. Bây giờ thì các bạn cùng tham khảo cách tô màu nhé. Cô chọn màu hồng cho những bông hoa ở trên mái tóc của người mẹ và người con, những chấm bi màu vàng, viền cổ áo màu vàng, miệng của người mẹ màu đỏ và màu da cho phần khuôn mặt. Cô dùng bút màu trắng để trang điểm cái phần mí mắt và cái mũi, một ít màu hồng ở trên mí mắt, má hồng. Cho người mẹ mặc một chiếc áo màu tím. Người con này mặc một chiếc áo màu cam. Bên này mặc một chiếc áo màu xanh dương. Mái tóc của người mẹ, cô cho người mẹ có một mái tóc màu nâu ánh đồng. Mái tóc của hai người con là màu nâu. Và cô đã hoàn thành xong một bức tranh về người mẹ. Cô cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi đến hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.